Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thế nay thì mình có dịp đi qua Yên Bằng. Yên Bằng là một xã thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích 10,75 km² với dân số năm 1999 tổng cộng 8.755 người với mật độ 814 người trên km². Xã có mã chính là 13876. Về địa lý và hành chính là một xã nằm ở cực tây nam của huyện Ý Yên, phía đông giáp xã Yên Khang và Yên Tiến, phía bắc giáp xã Yên Hồng và Yên Quang, phía tây và nam giáp thành phố Ninh Bình. Diện tích tự nhiên là 10,75 km² với dân số 9.245 người với 2.963 hộ theo số liệu thống kê thẩm định nông thôn mới nâng cao năm 2022. Xã Yên Bằng gồm có 10 thôn, trước đây là 17 thôn, sắp nhập lại theo nghị quyết 63/2021 NQ-HD-ND ngày 2 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định, gồm Dinh Tần, Hưng Thịnh, Nhất Đoài, Nhì, Quyết Tiến 1, Đông Biểu, Ninh Mật, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3,